hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ với anh chị về những cái tuyệt chiêu để thương lượng được mua nhà với cái giá hời. Thương lượng giá cả là một trong những cái khâu rất là quan trọng trong việc mua nhà, nó vì nó liên quan tới về cái quyền lợi và của cả bên bán và cả bên mua. Dưới đây là một số cái tuyệt chiêu mà Hùng muốn chia sẻ với anh chị và giúp cho tất cả anh chị được biết tới cái thông tin này. Thứ nhất là chúng ta phải sử dụng cái chiến thuật là chê, đúng không ạ? Thì từ từ chúng ta hay thấy bất cứ bản thân của chúng ta thôi, khi chúng ta đi mua một cái sản phẩm gì đó, hay là một cái quần, một cái áo gì đó, thì đầu tiên chúng ta hay thường thường là chê giá cao, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì một trong những cái mẹo thương lượng giá cả được mua đều giá tốt nhất đó, đó chính là về chúng ta phải làm biết cách làm sự hài lòng, hài hòa cho bên người bán, đúng không ạ? Cơ chế sản phẩm dù bản thân mình cảm thấy khá ưng, đúng không ạ, cảm thấy khá là ưng ý, chúng ta nên quan sát kỹ và tìm ra những cái lỗi, đúng không ạ, tìm ra những cái lỗi. Điều này chúng ta không những nó giúp chúng ta sẽ có thêm cơ sở thuận lợi cho món là chúng ta đàm phán và thương lượng giá, đúng không ạ. Thì chúng ta phải tìm ra được những cái điểm yếu, những cái điểm mà hầu như là chủ nhà hoặc là những khách hàng trước đây họ chưa để ý tới. Chúng ta có thể thứ nhất là về bắt lỗi về phong thủy, đúng không ạ, về phong thủy này. Rồi nếu như mà không có đủ kiến thức về chuyên môn đấy, thì chúng ta nên có thể là nói về những cái chuyên gia về phong thủy, nhờ họ chia sẻ ra một số cái mẹo để giúp chúng ta đưa ra những cái chính xác tốt đẹp nhất cái giá, đúng không ạ, để giúp cho chúng ta có thêm được những cái chia sẻ, giúp cho chúng ta có thêm được những cái thông tin kiến thức để chúng ta trong quá trình chúng ta đàm phán. Khi mà chúng ta đưa ra được những cái cụ thể, những cái điểm yếu mà của nhà với nó, hoặc là những cái điểm mà chúng ta cảm thấy chưa hài lòng mà chủ nhà họ cảm thấy hợp lý, khi đó họ sẽ nhượng bộ chúng ta, khi đó và chúng ta sẽ xem xét, khi đó họ sẽ xem xét và họ sẽ giảm giá chúng ta một cách là hợp lý, đúng không ạ. Cái thứ hai đó chính là chúng ta đánh vào cái tâm lý của cái người bán, đúng không ạ. Chúng ta nên tìm hiểu về cái ngôi nhà, về cái bất động sản mà chúng ta đang định ý định mua, đúng không ạ, họ có được những cái vấn đề gì, họ đang kẹt tiền để bán, hay là họ đang cần một cái vấn đề gì đó, có một số dòng tiền gấp để mà quyết chi trả hợp với bán ngôi nhà này đi. Thì chúng ta tìm hiểu kỹ lịch sử cái ngôi nhà đó thì giúp cho chúng ta có thêm được cái tự tin đánh vào cái tâm lý của khách hàng, đúng không ạ. Nếu như họ bị thiếu vì lý do nào khác á, thì khi thương lượng giá thì chúng ta có thể đánh vào tâm lý đó. Chẳng hạn nếu ngôi nhà thật bán vì cái lý do là cần tiền gấp, chúng ta nên áp dụng cái nguyên tắc là thanh toán một lúc, thanh toán ngay. Nếu như mà bây giờ anh chị là đồng ý bán với cái giá này thì mai Hùng sẽ thanh toán đủ và công chứng sang tên cho anh chị luôn, đúng không ạ. Thì khi đó thì khách hàng sẽ nhượng bộ cho chúng ta. Xin chào Thanh Tịnh nha, xin chào các bạn đang xem livestream của Hùng. Để đánh giá vào tâm lý, chúng ta cần tìm hiểu về cái vị trí bất động sản, về cái tâm lý của bất động sản đó, sự tương đồng trong những cái khu vực khác, hoặc chúng ta khảo sát tin bán trên các trang đăng tin, ví dụ như là trang bất động sản.com, hoặc là trang Chợ Tốt, hoặc là trang Danh Sách Club ở thị trường của Nha Trang, đúng không ạ. Thì khi đó thì chúng ta thấy được cái sự so sánh, chúng ta có cái cơ sở chính xác để mà so sánh. Xin chào Nguyễn Thương, xin chào Thanh Tịnh. Thì chúng ta sẽ có cơ sở chính xác, chúng ta trau dồi trực tiếp, chúng ta trau dồi kiến thức, chúng ta trao đổi trực tiếp với cái ngôi nhà, với chủ nhà. Khi chúng ta có thể chúng ta thể hiện được rằng chúng ta đã khảo sát được, chúng ta biết được cái tâm lý của họ, nắm kỹ cái thông tin thị trường, thì bên bán sẽ không có tâm lý bắt nạt để đẩy giá lên cao, đúng không ạ. Rồi cái thứ ba, khi mà sau khi chúng ta nghiên cứu này, chúng ta biết được cái lịch sử cái ngôi nhà, ngôi gió như thế nào á, thì khi đó chúng ta đánh vào cái tâm lý họ và chúng ta thể hiện được cái sự đồng cảm với họ, đúng không ạ. Thì trong quá trình thương lượng giá chúng ta không nên quá cứng nhắc, đúng không ạ, cũng nhất nên thể hiện thái độ chân thành, đánh vào cái tâm lý của họ, chúng ta bày tỏ ý định là sự thiện chí của chúng ta, sự thiện chí về cái sự đồng cảm với những thông tin mà bên bán đưa ra. Điều này sẽ tạo nên một cái không khí rất là cởi mở, không chỉ trong quá trình đàm phán, giúp cho chúng ta dễ dàng thương lượng đến với một mức giá tốt nhất. Xin chào, cho em hỏi anh vấn đề này tí được không anh? Ok Nguyễn Thương nha, có cái gì câu hỏi thắc mắc gì Hương Thương cứ đặt câu hỏi trực tiếp luôn nha anh em. Rồi đó, thì ví dụ như là ngôi nhà đó vì bị bán để dùng tiền chữa bệnh, đúng không ạ, tiền chữa bệnh cho con cái của họ, hoặc họ đang bán ngôi nhà đi, họ cần một số tiền họ đi để làm ăn, hoặc để cần một số tiền để họ giải quyết một cái vấn đề gì khúc mắc ở ngoài vấn đề của họ, đúng không ạ. Thì khi đó chúng ta thể hiện cái sự đồng cảm, sự đồng nhất đối với họ,
đúng không ạ chị? Chúng ta sẽ không liên quan đến việc cứng nhắc. Thì khi chúng ta thể hiện được sự đồng cảm này, đồng ý đối với khách hàng này, thì chúng ta sẽ chia sẻ được cái câu chuyện của họ, đồng cảm với câu chuyện của họ để họ cảm thấy được thứ nhất chúng ta là người thiện chí, và cái thứ hai là chúng ta là người hiểu biết, đúng không ạ? Đó, thì khi đó thì khách hàng rất là dễ dàng nhượng bộ cho chúng ta. Khi đó hai bên sẽ có một cái sự trao đổi giá đến một cái mức giá mà hợp lý cho chúng ta, đúng không ạ? Rồi, khi mà chúng ta có thể thuyết phục được chủ nhà giảm giá 5-10% nếu chúng ta thanh toán tiến độ tiền trong một lần, đúng không ạ? Hoặc nếu chủ nhà mà chấp nhận giảm giá ở mức thấp thì chúng ta có thể là đề nghị chủ nhà là kéo dài thời gian tiến độ thanh toán thành 2-3 đợt nhằm giảm áp lực về tài chính, đúng không ạ? Ví dụ như là cái ngôi nhà tầm 2 tỷ, đúng không ạ? Thì chủ nhà họ chỉ giảm giá là khoảng cỡ 5% thôi, nghĩa là 10 triệu đồng, đúng không ạ? Khoảng 5% là tầm khoảng cả 100 triệu thôi, có nghĩa là 2 tỷ và họ đồng ý chỉ bán đúng với giá 1.9, đúng không ạ? Thì khi đó chúng ta sẽ bị giảm áp lực về tài chính, đúng không ạ? Thì đó, nếu như mà chúng ta biết được cái buổi chia sẻ này thì anh chị có thể là ok, nếu như bây giờ mà anh chị đồng ý bán với một cái giá 1.9 thì mình sẽ cái là tiến độ đó thành 2-3 đợt, mỗi đợt cách nhau khoảng cỡ từ 1 tới 2 tháng, thì khi đó chúng ta sẽ bị giảm áp lực về tài chính, khi đó chúng ta sẽ có thêm thời gian chúng ta đi huy động vốn, đúng không ạ? Hiện tại anh của em bán căn nhà thì thuế sang tên hoặc phí trước bạ thời gian này như thế nào ạ? Nhà 2 tỷ. Đúng không Thương? Đây là một câu hỏi rất là thực tế, đúng không em? Trong vấn đề về giao dịch chuyển nhượng, về mua bán bất động sản á, cái vấn đề về thuế, về sang tên chuyển nhượng á, thì đây là một trong những cái việc mà chúng ta có thể đưa vào vấn đề về thương lượng. Đúng không ạ? Nếu như mà anh của em là người bán, nếu như mà người mua mà họ cần muốn giảm giá thì chúng ta có thể là đưa vô cái hình thức này. Ví dụ ngôi nhà 2 tỷ, đúng không em, anh của em chỉ đồng ý bán giá đúng 2 tỷ thôi, nhưng mà cái người bán á, người mua á, họ chỉ trả đúng giá đúng 1.9 thôi, đúng không ạ? Thì nếu như một ngôi nhà rao giá 2 tỷ thì 1.9 có thể bán được rồi, đúng không? Thì khi đó chúng ta có thể là nói ra một cách ok, nếu như bây giờ anh chỉ quyết định mua giá 1.9 thì cái phần phí thuế sang tên công chứng thì đó là người bên mua họ sẽ lo cho em nha, nha Thương. Còn trường hợp thứ hai, nếu như bây giờ anh của em là người đứng luôn lo giấy tờ về pháp lý, đúng không? Thì thứ nhất ở đây á, thì trên cái live stream thì anh sẽ chia sẻ với em, thứ nhất là 0.5 bao gồm là lệ phí trước bạ, 2% đó là thuế thu nhập cá nhân, tổng cộng là chúng ta phần thuế phí chúng ta phải đóng là 2.5%, đúng không? Còn cái phần số tiền thực tế nó bao nhiêu á, thì thứ nhất em có thể liên hệ với bên bộ phận công chứng viên, họ sẽ đưa cho em một cái giá khai báo, có thể là giá giao dịch ở ngoài thị trường là một cái giá A nào đó nha. Nhưng mà khi chúng ta đi đóng thuế khai lên bộ phận một cửa thì chúng ta có thể là khai giá theo cái giá của nhà nước, thì khi đó chúng ta sẽ đỡ hơn rất là nhiều, nhà thương. Ok, tùy thuộc vào mỗi khu vực thì cái giá đất, cái giá nhà tại khu vực đó nó sẽ khác nhau. Đó, thì anh đang chia sẻ với em trên khía cạnh đó là như vậy. Còn nếu như chi tiết hơn thì em có thể là inbox riêng, chúng ta sẽ trao đổi thêm nha. Rồi, tiếp theo, nguyên tắc mà khi chúng ta trả giá thì chúng ta nên đưa ra một cái giá mức thấp hơn. Mức giá mà bạn sẵn sàng chi trả, thông thường chúng ta nên mức giá tầm khoảng cỡ là từ 60% cho tới 70%, đúng không? 60-70%. Ví dụ như ngôi nhà 2 tỷ thì chúng ta trả giá từ 60-70%, có nghĩa là chúng ta trả giá từ 1.2 tỷ cho tới 1.7 tỷ, thì hai bên sẽ giao nhau tại tầm khoảng cỡ 1.6 tỷ và 1.7 tỷ. Rồi, xin cảm ơn Nguyễn Thương nha, xin cảm ơn em. Rồi, khi đó thì chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều cái ngân sách, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta, nếu như ngay từ ban đầu chúng ta tiếp cận với giá khoảng cỡ 1.9-1.9 tỷ, thì cái đó chúng ta chắc chắn là chủ đầu sẽ đồng ý đáp bán. Và nếu như chúng ta mua với cái giá đó thì chúng ta mua với giá quá cao, đúng không ạ? Thì cái đó chúng ta sẽ bị mất mấy trăm triệu, đúng không ạ? Thì nếu như bạn chỉ biết đến kỹ thuật mà trả giá như thế nào á, thì trong cái kênh YouTube của Hùng á, Nguyễn Nhất Hùng Official á, thì anh chị có thể lên đó, anh chị có thể note ra, anh chị có thể là ghi ra, anh chị có thể là viết ra, và trên đó thì Hùng đã có chia sẻ với chị về cách trả giá như thế nào khi mà đi đầu tư bất động sản, đúng không?
chúng ta nếu như bên bán không chấp nhận mà với cái giá mà anh chị trả thì chúng ta hãy thể hiện một cái thái độ, thứ nhất là không thể mua nổi vì cái giá nó quá cao, vượt quá cái ngân sách của mình, sau đó đề nghị bên bán sẽ giảm giá với một cái mức xuống thêm, trên nguyên tắc mỗi bên sẽ nhường một bước, đúng không ạ? Thì đó là chiến thuật bánh ít quăng đi thì bánh quy sẽ quăng lại cho anh chị. Rồi chúng ta sẽ trả thêm một cái giá nữa để một chút tiền cần, hai bên tiền cần, đúng không, nằm trong khả năng chi trả của mình. Nếu như hai bên vẫn không thể thống nhất thì chúng ta hãy áp dụng đề xuất một quy tắc ngả giá trung bình, lấy giá sau cùng của bên bán cộng với bên mua cộng lại rồi chia đôi để mua một ngôi nhà tương xứng với cái mức tài chính của chúng ta, đúng không? Thay vì chúng ta phụ thuộc quá nhiều vào mức giá mà bên bán để có thể đề xuất, chúng ta nên chủ động định giá cái ngôi nhà. Vậy giá trị ngôi nhà sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là niên đại sử dụng cái ngôi nhà, ngôi nhà có diện tích là bao nhiêu, đúng không? Chúng ta dùng phương pháp nào, chúng ta có thể là định giá, có rất nhiều phương pháp định giá của ngôi nhà, và trên cái kênh YouTube của Hồng cũng có luôn cái phương pháp định giá nhà, có rất nhiều phương pháp so sánh, phương pháp ngân hàng, phương pháp cho mình cộng vân vân, rất nhiều nha anh chị. Thì anh chị có thể là lên trên cái kênh YouTube của Hồng là có tất cả ở trên đó. Rồi đó chính là ba cái điểm mà Hồng đang muốn chia sẻ với anh chị, giúp cho anh chị có thể mua được nhà với giá hời. Thứ nhất là chúng ta hãy đánh giá về cái ngôi nhà đó, phải tìm hiểu kỹ về cái lịch sử của ngôi nhà đó. Nếu như chúng ta biết được là chúng ta sẽ sử dụng thuật chê bai, đúng không? Cái thứ hai đó là chúng ta phải đánh vào cái tâm lý của người bán về lý do nào đó, ví dụ như việc kẹp tiền, muốn trả nợ, muốn huy động vốn, vân vân. Và cái thứ ba là chúng ta có quy luật và đồng cảm, biết được lịch sử của nhà đó, họ vì lý do nào đó họ phải bán ngôi nhà của mình, thì chúng ta phải đồng cảm, đồng điệu với họ, thì chúng ta bắt đầu tương tác với nhau, tạo sự hài hòa giữa bên bán và bên mua, đúng không ạ? Thì Hồng hy vọng với ba cái Hồng chia sẻ giúp cho anh chị có thêm được cái kinh nghiệm trong vấn đề mình đi đầu tư bất động sản hay là vấn đề mình đi mua ngôi nhà nha, giúp cho anh chị có thêm được những cái cơ hội đầu tư.